Thưa quý vị, khi đã vui vẻ cùng gia đình bên mâm cơm truyền thống của ngày Tết Việt, bên bạn bè và họ hàng, mặc dù vui nhưng cũng khá mệt mỏi. Vậy thì hãy ngồi lại cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay để cùng thư giãn và trải nghiệm những địa điểm du lịch mới. Và nơi ta đến sẽ là một vùng đất tươi đẹp để tâm hồn và cơ thể được tĩnh lặng trong sự hiền hòa của thiên nhiên, tránh xa âm thanh nhộn nhịp của ngày Tết. Nơi này được mệnh danh là thiên đường trên mặt đất với quang cảnh quyến rũ, những món ăn đặc sắc và không khí nhộn nhịp đầy cuốn hút sẽ khiến bạn vương vấn mãi không rời. Những điều thú vị. Những sinh vật nhỏ bé và kỳ diệu. Một sự trải nghiệm vui vẻ. Một nơi đẹp và rực rỡ mang lại nhiều cảm xúc. Bali. Mất khoảng 5 giờ đi máy bay từ Incheon. Indonesia là quốc đảo lớn nhất thế giới với hơn 3.000 hòn đảo. Bali nổi tiếng là một khu nghỉ mát ở Indonesia. Nó được coi là thiên đường trên trái đất và là một hòn đảo rực rỡ với thiên nhiên hoang dã. Đây là hòn đảo mà có môi trường không bị ô nhiễm và một nền văn minh vô cùng bí ẩn. Bây giờ, cùng đi tìm hiểu lần lượt nhé! Tôi sẽ bắt đầu hành trình của mình ở đây, trên công viên Garuda của Bali. Đây là công viên Garuda, là một bức điêu khắc khổng lồ của Indonesia. Garuda là phương tiện đi lại của Chúa. Nó cũng được sử dụng như một biểu tượng của Indonesia do hình ảnh mạnh mẽ. Nó nằm ở bán đảo Ban ở phía nam Ấn Độ. Nó giúp cho thế hệ trẻ hiện nay hiểu hơn về những giá trị truyền thống. Nét truyền thống của thời cổ đại được thể hiện theo phong cách hiện đại. Ngoài ra còn có sân khấu với các màn trình diễn truyền thống trong công viên. Buổi công diễn là câu chuyện nữ hoàng bị bắt cóc. Con khỉ Hanuman đã giải cứu nữ hoàng. Do đó người Hindu đã rất tôn thờ loài khỉ. Điệu múa đã thu hút sự chú ý của khán giả. Điệu múa cuốn chân dâng lên các vị thần cũng cho thấy văn hóa rất đa dạng của người Hindu. Vẫn còn nhiều điệu nhảy khác nhau tồn tại trên khắp Bali. Công viên rộng 240 hectare này cũng có các tác phẩm điêu khắc Vishnu. Đây cũng là một vị thần mặt trời trong thần thoại. Tượng Vishnu đóng vai trò duy trì vạn vật cho người Hindu. Nhưng trong tư tưởng của người Bali, nó đóng vai trò đặc biệt là thần mặt trời. Người ta tin là nếu đến Garuda và cầu nguyện thì thế giới sẽ được hòa bình. Đây cũng là nơi mà khách du lịch có thể thấy được vẻ đẹp văn hóa của Bali.